Thưa quý vị, Nghị quyết 43 về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, được Bộ Chính trị khóa 12 ban hành, được xem là cơ sở để ngành du lịch Đà Nẵng tiếp tục phát huy tiềm năng, lợi thế, đưa du lịch phát triển, thực sự là ngành kinh tế mũi nhọn của thành phố. Mặc dù bị gián đoạn phát triển bởi dịch bệnh, thế nhưng, ngay sau khi chính phủ có chủ trương mở cửa du lịch hoàn toàn, thích ứng linh hoạt với bối cảnh mới, du lịch Đà Nẵng đã có những bước đi mạnh mẽ cho sự hồi sinh. Tính đến năm 2019, du lịch Đà Nẵng đã cơ bản trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, dựa trên đóng góp trực tiếp của ngành này vào GDP thành phố là 13,6%. Ngoài giá trị cốt lõi về tài nguyên du lịch, có thể nói chính tư duy đột phá, sáng tạo trong mô hình phát triển đã đưa du lịch Đà Nẵng trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, động lực, có sức lan tỏa lớn, định vị được thương hiệu trên bản đồ du lịch trong nước và quốc tế. Mặc dù chịu sự tác động nặng nề của đại dịch COVID-19, nhưng với bước đi linh hoạt, năng động, du lịch Đà Nẵng quyết tâm lấy lại đà tăng trưởng. Theo cái chỉ đạo của chính phủ và cái sự nỗ lực của thành phố thì chúng tôi sẽ cố gắng là khôi phục lại cái hoạt động này một cách mạnh mẽ, trở lại như cái thời kỳ vàng son. Lượng khách đến Đà Nẵng có sự phục hồi mạnh mẽ sau khi chính phủ có chủ trương mở cửa hoàn toàn du lịch chính là câu trả lời để thuyết phục về sức hút của du lịch thành phố, cũng như là kết quả đáng ghi nhận sau một thời gian thành phố có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về kế hoạch cho quá trình phục hồi trên tất cả các mặt, chiến lược truyền thông, xúc tiến thị trường, đầu tư sản phẩm du lịch. Thành phố Đà Nẵng đã chuẩn bị sẵn sàng các cái điều kiện về y tế, chuẩn bị về mặt đảm bảo an toàn cho khách để mà chúng ta có thể chủ động triển khai phục vụ khách tốt nhất. Tuy nhiên, để thực sự phát triển trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong bối cảnh đầy thách thức như hiện nay, ngành du lịch địa phương vẫn còn rất nhiều việc cần làm và phải làm một cách quyết liệt. Có lẽ là chưa có một ngành nào mà hiện nay có nhiều đề án để triển khai như ngành du lịch. Và nếu như chúng ta triển khai được các cái đề án này thì đây chính là những cái biện pháp cụ thể để chúng ta thúc đẩy cái chất lượng của ngành du lịch. Cái thứ hai nữa, ở trong đó là có rất nhiều các cái dự án lớn mà để tạo ra các cái sản phẩm du lịch. Đây là một ngành kinh tế tổng hợp, đòi hỏi cái sự phối hợp của rất nhiều ngành thì mới tổ chức thực hiện được. Tôi đề nghị các sở ngành phải có trách nhiệm phối hợp một cách thực chất, chặt chẽ và đầy trách nhiệm với lại ngành du lịch. Và ngược lại, ngành du lịch phải có cái trách nhiệm phối hợp với lại các sở ngành. Về dài hạn, cơ cấu lại ngành du lịch phù hợp với yêu cầu thực tiễn vẫn là bài toán mà thành phố Đà Nẵng cần tập trung để có những bước đi mang tầm chiến lược, góp phần đưa du lịch phát triển xứng tầm theo Nghị quyết số 43 của Bộ Chính trị.